Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, để tô đẹp thêm xuất thân cho các bậc đế vương, người xưa thường lan truyền những tin đồn như là khi hoàng đế ấy sinh ra, xung quanh xuất hiện các hiện tượng mang điểm lành như là mây hình rồng hoặc là mây màu tím khói, hoặc khi hoàng đế đấy được sinh ra, trên cơ thể sẽ có những dấu hiệu đặc biệt như là mắt có hai tròng, tay dài qua gối, tai có hình thù đặc biệt. Thế nhưng lại có một vị hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa khi sinh ra lại có đặc điểm vô cùng kỳ quái trên cơ thể khiến nhiều người ngạc nhiên đến khiếp sợ, thậm chí còn cho rằng ông là quái thai mang đến những điều xui xẻo cho triều đại đó. Vậy rốt cuộc vị hoàng đế này có đặc điểm kỳ quái gì? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến số phận của ông? Quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thông tin về cơ thể kỳ lạ này của Lý Uyên không chỉ xuất hiện trong dân gian mà còn được rất nhiều tài liệu ghi chép lại. Đơn cử như trong Thái Bình Ngự Lãm có chép, ngày Lý Uyên được sinh ra, mây tím vờn quanh phủ, ánh sáng chiếu rọi một cách bất thường. Trên người ông có đến ba nhũ hoa, dưới nách có một dấu màu tím tựa như hình con rồng. Thông tin này cũng được ghi chép tương tự trong quyển sách Phủ Nguyên Quy. Điều này liệu có thật chăng? Chẳng lẽ Lý Uyên sinh ra đã sở hữu cơ thể có đến ba nhũ hoa sao? Trước tiên, ta tìm hiểu về hiện tượng ba nhũ hoa này. Thời buổi hiện đại ngày nay, nếu có nhiều nhũ hoa trên cơ thể không phải là bệnh tật mà cùng lắm chỉ được xem là một dị tật cơ thể lành tính bẩm sinh. Việc có nhiều nhũ hoa chỉ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài chứ không gây hại đến mức người ta cần phải đi trị liệu. Dị tật này có thể xuất hiện trên cả nam và nữ. Việc có 3, 4, thậm chí là 5 đến 6, 7 nhũ hoa trên người tại Trung Quốc hiện nay là chuyện không quá kỳ lạ. Theo nhiều nghiên cứu, rất có thể việc Lý Uyên có ba nhũ hoa là thật, nhưng cũng không loại trừ khả năng người ghi chép đã lợi dụng tín ngưỡng trong dân gian để bịa chuyện nhằm ca ngợi Lý Uyên có số làm vua. Tại sao lại nói như vậy? Bởi ngoài ông ra, trước đó trong lịch sử cũng có Chu Văn Vương Cơ Xương được sử ký miêu tả là có gương mặt như rồng, vai tựa hổ, thân cao 10 thước, trên người có tới 4 nhũ hoa. Dĩ nhiên, việc miêu tả phóng đại này không để dùng để bôi xấu Chu Văn Vương mà còn góp phần tô đẹp thêm hình tượng của ông. Trong mắt người xưa, có nhiều hơn hai nhũ hoa đúng là thân thể dị thường, nhưng bốn chữ thân thể dị thường này khi đi cùng các bậc đế vương thường mang theo ý nghĩa tốt đẹp. Rất nhiều người nhận định sinh ra có một thân thể khác lạ chính là minh chứng của người tài. Đơn cử như Lưu Bang được đồn rằng có hơn 70 đốm đen ở trên đùi trái, Lưu Bị thì lại có sải tay cực dài, vượt qua cả đầu gối. Không chỉ thế, ông còn có đôi mắt to đến mức có thể tự nhìn thấy lỗ tai. Điều này cũng lý giải nguyên do vì sao thân là đàn ông lại có đến ba nhũ hoa trên người, nhưng không một ai dám dị nghị về Lý Uyên cả. Bởi việc Lý Uyên có ba nhũ hoa trên cơ thể rất giống Chu Văn Vương có bốn nhũ hoa trong truyền thuyết đã khiến người thời ấy tin rằng ông sinh ra đã mang thiên mệnh trong người nên chỉ càng thấy thêm kính nể mà thôi. Quý vị thân mến, ngoài vua Lý Uyên trong lịch sử Trung Quốc còn có một vị vua sở hữu những đặc điểm kỳ quái từ khi ra đời. Thế nhưng nhờ những điều đó lại giúp ông trở thành một bậc quân vương nổi tiếng và xây dựng được quốc gia phồn thịnh. Để biết được vị vua đó là ai, quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Tháng Giêng năm 259 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng ra đời ở Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Khi sinh, đặt tên là Chính, họ Thiệu Trị, sử ký Tần Thủy Hoàng Bản Kỳ. Đông Chu Liệt Quốc Truyện miêu tả Tần Thủy Hoàng. Lúc sinh ra, ánh sáng đỏ khắp phòng, trăm loài chim bay liệng. Nhìn đứa bé đó, mũi cao mắt dài, trán vuông, đồng tử song trùng. Trong miệng có mấy cái răng, cổ sau có một số vảy rồng, tiếng khóc vang rền, khắp phố đều nghe thấy. Trước đó, những lời tiên tri về việc nước Tần sẽ sinh ra hùng chủ nhất thống thiên hạ đã có từ lâu. Vào năm Tần Vương Công thứ tư, năm 762 trước Công Nguyên, người Tần dựng thành cư trú ở nơi hội tụ của hai con sông Khiên và sông Vị. Một đêm, Văn Công mộng có rắn vàng từ trên trời hạ xuống vùng đất của ông, miệng nó sừng lại ở đất Phù Diễn. Văn Công hỏi Sử Đôn, Đôn nói, đây là điềm của Thượng Đế, vua nên làm lễ tế. Thế là lập đàn phu trĩ, tế trời đất, dùng tam sinh, lợn, gà, cá, làm đàn giao tế, tế trời, tế lễ bạch đế, sử ký, phòng thiện thư. Năm Văn Công thứ 19, đắc được Trần Bảo. Phong Thiện Thư có ghi chép, sau 9 năm lập đàn phu trĩ, Văn Công lượm được Nhược Thạch Vân đặt ở ban thành phía bắc Trần Thương để thờ cúng. Thần có năm không đến, cũng có năm thần đến mấy lần, thường đến vào ban đêm, hào quang sáng như sao băng.
từ phía đông nam đến đền thờ trong thành thì như tiếng gà trống, âm thanh vang động đến tận trời mây. Gà rừng, gà đồng cũng theo đó gáy vang, lấy gia súc làm lễ tế, đặt tên, Nhược Thạch Vân đó là Trần Bảo. Theo Phong Thiện Thư chú thích, Nhược Thạch Vân đó chất như đá, như phổi mà hình dáng như gà ngọc hoặc gà đá. Do đó Trần Bảo Từ cũng có tên là Bảo Kê Thần Từ, đền thờ thần gà báu. Ngày nay, thành phố Bảo Kê ở tỉnh Thiểm Tây là tên từ đó mà ra. Người đắc được Trần Bảo thì sẽ có nghiệp bá phương. Ngoài ra, Tần Mục Công đi săn lại bắt được con rồng đen, đó chính là điểm lành của Thủy Đức. Cũng tiết lộ nước Tần ứng với Thủy Đức thay cho nhà Chu Hòa, Sử Ký, Phòng Thiện Thư. Năm Tần Hiến Công thứ 11, năm 374 trước Công Nguyên, Hiến Công diện kiến Chu Liệt Vương Thái Tử Đàm. Thái Tử Đàm nói với Hiến Công rằng nhà Chu với nước Tần trước đây hợp rồi lại ly, ly 500 năm rồi lại hợp, hợp 17 năm thì xuất hiện bá vương. Đó chính là ý nói nước Tần xuất hiện bá vương, người Tần sẽ thống nhất thiên hạ. Cũng từ đó mà bí mật lưu truyền qua các đời vua Tần. Ý trời như vậy, sức người chẳng thể đổi thay được. Tần Thủy Hoàng ứng vận mà sinh ra, liền thành tựu nhất thống Giang Sơn, khơi dựng đại nghiệp vĩ đại, kinh động trời đất, hoàng triều đại nhất thống đầu tiên ở Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng sau khi ra đời đã chịu nhiều trắc trở, cuối cùng cũng về được nước Tần. Năm 13 tuổi làm lễ nhược quan làm vua, xưa nam giới đến tuổi 20 làm quan lễ. Lễ kết tóc đội mũ mới chính thức là người trưởng thành, có thể tham gia việc xã hội quốc gia. Dưới 20 tuổi làm quan lễ thì được gọi là nhược quan, sau đó cũng được phép tham gia vào việc xã hội quốc gia. Năm 13 tuổi, Trang Tương Vương chết, chính lên thay lập làm Tần Vương. Lúc đó, đất Tần đã thôn tính đất Ba, thuộc Hán Trung, vượt qua đất Uyển, chiếm lĩnh đất Dĩnh, đặt làm năm quận. Phía Bắc thu phục được Thượng quận trở về Đông, không có các quận Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đẳng. Phía Đông mở rộng đến Huỳnh Dương, diệt hai nhà Chu, đặt làm Tam Xuyên quận. Lã Bất Vì làm tướng quốc, được phong 10 vạn hộ, hiệu là Văn Tín Hầu, chiêu nạp Tần khách dù sĩ, muốn thôn tính thiên hạ. Lý Tư làm xá nhân, Mông Ngao, Vương Nghĩ, Tiêu Công làm tướng quân. Vua ít tuổi khi mới lên ngôi, ủy thác quốc sự cho đại thần, Sử Ký Tần Thủy Hoàng bàn kỳ. Trong 9 năm trước khi Tần Thủy Hoàng đích thân nhiếp chính, do nhỏ tuổi, các việc quốc sự chủ yếu do tướng quốc Lã Bất Vì chủ trì. Lã Bất Vì tập hợp ngôn luận của Bách Gia Chế tác giả Lã Thị Xuân Thu. Sau khi Tần Thủy Hoàng trưởng thành, bắt đầu đích thân nhiếp chính. Lã Bất Vì do trước đó cấu kết gian díu với Lao Ái, Triệu Thái Hậu, gây nhiễu loạn hậu cung, cuối cùng sợ tội mà tự sát. Năm 238 trước Công Nguyên, tại cố đô thành Ung Châu, Tần Thủy Hoàng 22 tuổi làm lễ đăng quang, chính thức nhiếp chính. Năm thứ 5, tướng quân Ngao đánh Ngụy, bình định được Tao Toán, Yên, Hư, Trường Bình, Ung Khâu, thành Sơn Dương. Tất cả đều phá được, lấy được 20 thành, đặt ra Đông quận, Đồng Lồi. Năm thứ 6, Hàn, Ngụy, Triệu, Vệ, Sở cùng đánh Tần, lấy được Thọ Lăng. Tần xuất quân, nằm nước bãi binh, phá được Vệ, hãm Đông quận, vua Vệ là Giáp dẫn gia quyến rời thành đến nhà ở nhờ Dã Vương, ngăn núi để bảo vệ Hà Nội của Ngụy. Năm thứ 7, sao chổi xuất hiện phương Đông, rồi thấy ở phương Bắc, tháng 5 thì thấy ở phương Tây, tướng quân Ngào chết. Đang đánh đất Long, Cô, Khánh Đô, liền quay binh đánh đất Cấp. Sao chổi lại xuất hiện ở phương Tây 16 ngày, Hạ Thái Hậu chết. Năm thứ 8, em vua là Trường An Quân, Thành Kiểu đem quân đánh Triệu, sau đó tạo phản, bị giết ở Đồn Lưu. Tướng sĩ cũng đều bị giết, dân vùng ấy bị rời sang Lâm Thao, Sử Ký Tần Thủy Hoàng bàn kỳ. Tần Thủy Hoàng năm thứ 10, chỉ sau một năm đích thân nhiếp chính, đã đích thân xử lý nổi loạn một cách vô cùng chóng vánh. Tần Thủy Hoàng tăng tốc công phá 6 nước, không để các nước có cơ hội liên hợp hành động. Chiến lược thập tung đã bị phá hủy hoàn toàn. Chiến lược của ông là viễn giao cận công, nước ở xa thì hòa hỏa, nước ở gần thì đánh, tập trung sức mạnh, công phá từng nước. Đầu tiên phía Bắc đánh chiếm Triệu, miền Trung đánh chiếm Ngụy, phía Nam đánh chiếm Hàn, sau đó tiến đánh chiếm Yên, Sở, Tề. Mục tiêu đầu tiên của Tần Thủy Hoàng là nước Triệu. Lúc đó nước Triệu thực lực mạnh nhất trong 6 nước, là trở ngại lớn nhất trên con đường nhất thống thiên hạ. Triệu có nhiều danh tướng như Lý Mục, Bàng Huyên, quân Tần nhiều lần tấn công nhưng đều bị đẩy lùi. Đồng thời với việc sử dụng quân chủ lực tấn công Triệu, Tần còn áp dụng sách lược cắt xé nước Hàn. Năm 231 trước Công Nguyên, Giả Thú Đằng, người tạm quyền thay quận Thú, quận Nam Dương nước Hàn, đã dâng địa hạt của mình cho Tần. Đằng được Tần Thủy Hoàng bổ nhiệm là nội sử,
sau đó lại phái ông ta dẫn quân đánh nước Hàn. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 17, năm 230 trước Công Nguyên, bắt sống quốc vương Hàn Phương An, nước Hàn diệt vong. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 18, năm 229 trước Công Nguyên, phái đại tướng Vương Tiễn dẫn quân đánh Triệu. Nước Triệu phái Lý Mục, Tư Mã Thượng dẫn quân chống đỡ, hai bên giằng co gần một năm. Sau đó Triệu Vương nghe theo lời gièm pha, phái người thay Lý Mục và xử tử Lý Mục, đồng thời giết cả Tư Mã Thượng. Từ đó về sau, quân Tần như đi vào chỗ không người. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 19, năm 228 trước Công Nguyên, quân Tần công phá Hàm Đan, Triệu Vương dân bản đồ nước Triệu đầu hàng Tần. Nhưng công tử Gia lại chạy trốn đến quận Đại, huyện Úy, Hà Bắc ngày nay, lợi dụng uy danh Lý Mục thu phục nhân tâm đất Đại, tự lập làm vua. Vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 25, năm 222 trước Công Nguyên, sau khi quân Tần tiêu diệt nước Yên, đã bắt Gia làm tù binh. Từ đó, nước Tần đã thống nhất được miền Bắc. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 16, năm 231 trước Công Nguyên, Ngụy Cảnh Mẫn Vương chịu sức ép dưới uy lực lớn mạnh của nước Tần đã chủ động dâng tiến lễ ấp, cầu xin hoãn binh. Lúc đó, Tần Thủy Hoàng đang bận diệt Triệu, không rảnh phân tán binh lực, liền đồng ý nhận đất dâng tiến. Do đó, nước Ngụy kéo dài tàn hơi thêm được vài năm. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 22, năm 225 trước Công Nguyên, do Tần chủ động xuống phía Nam đánh Sở, Tần Thủy Hoàng lại phái Vương Bôn dẫn quân vây đánh Đại Lương Kinh Đô nước Ngụy, nay là Khai Phong, Hà Bắc. Quân Ngụy giữ chặt cổng thành, cố thủ không ra. Quân Tần cố đánh không hạ được thành. Lúc đó, nước Tề án bình bất động, nước Ngụy cô lập không có cứu viện. Vương Bôn thấy mưa to liền mấy ngày. Nước hai con sông Hoàng Hà, Biện Hà có thể dùng để công thành. Bôn lập tức lệnh quân sĩ đào canh dẫn nước hai con sông về, xả vào Đại Lương, thành lũy Đại Lương bị ngâm nước đổ sập hoàn toàn. Ngụy Vương đành phải đầu hàng, nước Ngụy diệt vong từ đó. Trong khi diệt Ngụy, quân Tần đã tiến vào biên giới nước Yên. Vua nước Yên là Hỉ kinh hãi tột độ, chẳng ngày nào yên. Thái tử nước Yên là Đan được Điền Quang tiến cử, cử Kinh Kha mạo hiểm hành thích Tần Vương, chính là tích Kinh Kha thích Tần Vương trong lịch sử. Lúc đó vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 20, năm 227 trước Công Nguyên, vụ hành thích thất bại. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 22, năm 226 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lệnh cho cha con Vương Tiễn, Vương Bôn dẫn quân đánh kế Kinh Đô nước Yên, Bắc Kinh ngày nay. Yên Vương Hỉ và Thái tử Đan chạy trốn lưu vong ở quận Liêu Đông. Tướng Tần Lý Tín dẫn vài nghìn quân Tần truy đuổi Thái tử Đan đến sông Diễn Thủy. Thái tử Đan lặn trốn dưới nước nên may mắn thoát chết. Sau đó Yên Vương Hỉ phái người đi giết chết Thái tử Đan, đem thủ cấp dâng lên Tần, muốn lấy đó mà xin dừng chiến, giữ nước Yên khỏi bị diệt vong. Năm Thủy Hoàng Đế thứ 26, năm 221 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Vương Bôn đem quân đánh xuống phía Nam, đánh nước cuối cùng trong 6 nước là Tề. Từ thời Xuân Thu đến giữa thời Chiến Quốc, Tề là nước rất mạnh trong các nước chư hầu vùng Sơn Đông. Nhưng năm 284 trước Công Nguyên, năm nước Yên, Triệu, Hàn, Ngụy và Sở đánh Tề. Nhất là tướng nước Yên, Nhạc Nghị, càn quét nước Tề, là nước Tề suýt nữa bị diệt vong. Từ đó, nước Tề không thể hồi phục lại sức mạnh trở lại được nữa. Lúc này, Tề Vương Kiến là kẻ thất bại. Vương Bôn xuống phía Nam đánh Tề, thế như trẻ tre, đánh thẳng tiến sâu đến tận Lâm Trì. Tề Vương Kiến và Vương Hậu Thắng lập tức chưa đánh mà hàng quân Tần, nước Tề bị diệt vong. Tới đây, nước Tần đã đi hết hành trình cuối cùng trên con đường dẹp yên quần hùng, thống nhất 6 nước. Quý vị thân mến, trong nhiều năm chinh chiến hàng phục 6 nước, hoàn thành bá nghiệp thống nhất chưa từng thấy ghi chép về việc Tần Thủy Hoàng chôn lính địch, chém giết dân trong thành. Thực sự ông xứng đáng là một trong những bậc quân vương nhân tử nhất lịch sử các triều đại Trung Hoa. Quý vị nghĩ sao về vị vua này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.